Ở tuổi 25, Lena xung phong đứng vào hàng ngũ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Cô là chiến sĩ trẻ nhất trong lực lượng. Thiếu úy Lê viết thư gửi ba mẹ trước giờ lên đường sang Nam Sudan. Trong đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, Lena trẻ tuổi nhất và cũng là nữ quân nhân đầu tiên của vùng đất Tây Nam Bộ tham gia lực lượng. Vừa tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, Lena nộp đơn xin công tác tại Bệnh viện Quân y 175. Cơ duyên bắt đầu khi Lena đạt kết quả cao trong kỳ thi và được tuyển chọn huấn luyện trong đội hình bệnh viện dã chiến. Từ cô sinh viên trường y với giấc mơ trở thành người lính giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc như hậu duệ mặt trời, Lena chính thức khoác áo quân nhân. Cô gái khác lại những cuộc hẹn hò cùng nhóm bạn, xếp lại đầm, váy phóc, phấn son vào vali. Ở tuổi 25, Lena bắt đầu khóa huấn luyện chuyên nghiệp, ăn bụi ngủ rừng tới cuộc sống dã chiến đúng nghĩa. Buổi tối đầu tiên nhận được tin trở thành quân nhân tham gia bệnh viện dã chiến, tôi hét lên hết cỡ vì quá hạnh phúc. Dù biết Nam Su đang là nơi khắc nghiệt, tôi vẫn muốn dấn thân để trải nghiệm và cống hiến. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng và vinh dự, sao phải lo lắng? Lena chia sẻ. Một tuần trước ngày xuất quân, nàng cắt đi mái tóc dài ngang hông, đen óng. Là con lớn trong gia đình có hai chị em, ba mẹ đều ở quê nhà Bến Tre, nàng cùng em gái sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mấy tháng trước, cô chuyển vào ở hẳn khu nội trú dành cho nhân viên bệnh viện để tiện công tác chuyên môn tại đơn vị. Bên cạnh rèn luyện chuyên môn, các y bác sĩ phải học nhiều môn phụ khác như nguyên tắc căn bản trong ứng xử của Liên Hợp Quốc, văn hóa, tôn giáo, chính sách liên quan thực địa. Đặc biệt, kỹ năng sinh tồn trong môi trường địa lý, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh được ưu tiên huấn luyện tuần thục. Ngày xuất quân, Lena dậy sớm hơn mọi hôm. Cô tranh thủ dọn dẹp đồ đạc trong nhà và đón ba mẹ. Thấy con mặc quân phục, tôi nhìn không ra. Tự nhiên cảm thấy xúc động và tự hào vô cùng. Con lớn rồi, có thể xác định hướng đi cho tương lai. Dù lựa chọn nào, dù con bé đi đến đâu, gia đình luôn ủng hộ và yêu thương, bà Tiên chia sẻ. Theo lịch trình, bệnh viện dã chiến 2.3 sẽ tập trung tại sảnh tòa nhà chính của bệnh viện quân y 175. Sau đó, 63 quân nhân cùng người thân sẽ lên xe đến bãi đỗ sân bay Tân Sơn Nhất. 15 giờ, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện quân y 175 chủ trì nghi thức làm lễ chào cờ và thực hiện điều lệnh. Trên đường ra sân bay, Na khóc. Lần đầu tiên sau những tháng ngày say mê tập luyện và hạnh phúc trước nhiệm vụ mới, cô rơi nước mắt khi sắp xa gia đình. Các chiến sĩ mũ nổi xanh sẽ làm thủ tục xuất cảnh, kiểm tra an ninh trước khi hành quân đến bãi đỗ trực thăng. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh lúc này gần 40 độ C nhưng đội hình đều tỏ ra hào hứng và phấn khởi trước giờ lên đường. Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, giám đốc bệnh viện dã chiến 2.3, cho biết mỗi cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị đều có hoàn cảnh rất đặc biệt. Họ đều cố gắng gác lại mọi việc sang giờ để tập trung tốt nhất cho nhiệm vụ quốc tế. Có người bận rộn với con cái, cha mẹ già yếu. Có đồng chí vợ đang mang thai sắp đến ngày sinh và cả những người đã đi đợt một vẫn xung phong tiếp tục trở lại Nam Sudan, Trung tá Hòa chia sẻ. 17 giờ 30 phút, máy bay vận tải C-17 cất cánh, đưa bệnh viện dã chiến 2.3 sang căn cứ mới cách Việt Nam hơn 10.000 km. Cùng cảnh những chiến sĩ quân y mỉm cười, vẫy tay chào đồng đội, đồng nghiệp trước khi lên máy bay tựa như những câu hát sinh tươi Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.